Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy sản Cát Tường trực thuộc tỉnh Vĩnh Long là doanh nghiệp chuyên sản xuất cá tra ba sa phi lê. Nhà máy chế biến được xây dựng bên cạnh sông Cổ Chiên, nơi tiếp giáp ba tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh, rất thuận tiện cho việc vận chuyển cá nguyên liệu khắp các vùng nuôi về nhà máy. Với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh, tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu có chất lượng cao, đa dạng về chủng loại, mẫu mã và kiểu dáng. Tôi từng bước cải tiến quy trình kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị hiện đại, xây dựng quy trình quản lý điều hành sản xuất một cách khoa học nhằm tạo ra các sản phẩm xuất khẩu có chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, PRC, IFS, HALAL. Từ nền tảng nói trên, công ty thủy sản Cát Tường đã từng bước tạo được niềm tin đối với khách hàng, trong đó có những tập đoàn tiêu thụ thủy sản lớn trên thế giới. Với sự tin tưởng và tín nhiệm ngày càng cao của khách hàng, giúp chúng tôi mạnh dạn mở rộng đầu tư vùng nuôi và nâng công suất nhà máy chế biến. Hiện tại nhà máy có công suất sản xuất 20.000 tấn sản phẩm một năm theo có xuất khẩu GL712. Riêng về vùng nuôi, để chủ động nguồn nguyên liệu cho chế biến quanh năm và đảm bảo giao hàng đúng thời hạn hợp đồng, công ty đã đầu tư mở rộng vùng nuôi, liên kết với các hợp tác xã và trang trại nuôi cá lớn, góp phần đáp ứng 80% nguyên liệu cho nhà máy. Cá từ các vùng nuôi được vận chuyển về nhà máy bằng những ghe chuyên dụng. Sau đó được đưa vào công đoạn cắt tiết, nhằm đảm bảo cho thịt cá được trắng, không đọng máu trong các thớ thịt. Tiếp theo là công đoạn phi lê cá với đôi bàn tay khéo léo lành nghề. Công nhân thao tác nhanh nhẹn và dứt khoát để loại bỏ phần đầu xương cá, chỉ giữ lại hai phần thịt nạc, đảm bảo cho trọng lượng cá không bị hao hụt. Sau khi phi lê xong, cá được đưa vào công đoạn lạn da dưới sự giúp sức của máy móc. Da cá được tách ra khỏi thịt, sau đó theo dây chuyền sang công đoạn sửa cá. Đây là công đoạn quan trọng trong quá trình định hình sản phẩm. Việc sửa cá phải được tiến hành cẩn trọng và tỉ mỉ theo đúng kỹ thuật. Công nhân phải lọc hết phần mỡ và xương còn sót lại trong miếng phi lê, đảm bảo tiêu chuẩn và quy cách khách hàng yêu cầu. Công đoạn này đòi hỏi một lượng lớn công nhân có tay nghề được đào tạo cơ bản nghiệp vụ. Để sản phẩm đồng đều về chủng loại và kích cỡ cá được phân xay theo yêu cầu của từng khách hàng. Sau khi phân cỡ xong, sản phẩm phi lê phải được bảo quản ở nhiệt độ tiêu chuẩn, chờ công đoạn quay tẩm ướp gia vị. Nhà máy được trang bị hệ thống cấp đông hiện đại, có công suất lớn, áp lực cao để làm đông nhanh các sản phẩm, đảm bảo được độ lạnh âm sâu, thẩm thấu từ trong ra ngoài của miếng phi lê, giữ được màu sắc, đáp ứng được những tiêu chuẩn yêu cầu của khách hàng.
Hàng sau khi đóng gói được bảo quản trong kho lạnh luôn được giữ ở nhiệt độ âm 20 độ C. Hàng hóa được quản lý khoa học để theo dõi truy xuất nguồn gốc từng lô hàng riêng biệt. Với những nỗ lực không ngừng của chính mình, những sản phẩm của các tường Seafood sản xuất ra rất đa dạng và phong phú, đạt tiêu chuẩn cao, bao gồm những mặt hàng cá tra phi lê, cá cắt khúc, cá phi lê cắt miếng, cá xẻ bướm, đã được khẳng định thương hiệu và có mặt trên nhiều quốc gia trên thế giới. Không thỏa mãn với thành tích đã đạt được trong quá trình phát triển, các tường Seafood luôn tự hoàn thiện mình với bộ máy quản lý nghiệp vụ và đội ngũ quản lý kỹ thuật có kinh nghiệm và được đào tạo chuyên môn cao là một trong những yếu tố then chốt dẫn đến sự thành công trong sản xuất kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy sản Cát Tường, Cát Tường Seafood